Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mây Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2021 nha anh em. Mình xin giới thiệu với anh em là 13 pha mai ha. Trong đó có 2 pha mai tứ quý và 11 pha mai vàng nha anh em. Để mình sẽ lựa từ cây số 1 tới cây số 13 cho anh em xem ha. Đây là cây số 1, cây mai tứ quý thăng trực quân tử, đế sổ rất đẹp nha anh em. Cây số 1 là cây phôi mai tứ quý nha anh em. Quá đẹp. Rồi số 2 cũng là phôi mai tứ quý thăng trực quân tử nha anh em. Quay cành đẹp, giá hôm nay lên giá lô giá sinh viên cho anh em chơi không ai, giá mềm không nha anh em. Đây là cây số 3 là mai vàng nha anh em. Số 3 là mai vàng thăng trực búp măng ha. Cây quá đẹp nha anh em. Số 4 thăng trực luôn. Số 5 là siêu phẩm dáng thú nha anh em. Cây này bị gạch ha, nên sổ lại giá rẻ lỗ cho anh em chơi luôn. Giá thu hồi vốn cho anh em chơi nha. Cây số 5 nha anh em, ở ngoài bao phơi ha. Số 6 cái mai vàng bonsai lùng lực. Số 7 là lùng. Số 7 giá sinh viên nha anh em. Lô hôm nay giá anh em đón xem đi, giá hợp lý không ai, giá mềm nha anh em. Số 8, số 9 là cặp mai xù nha anh em. Đây, thăng trực quân tử cũ. Xù chảy chính hiệu. Đây, số 9 cũng xù luôn nha anh em. Xù mặt sau nhiều lắm ha. Đẹp. Số 10 cũng là số 10 cũng thăng trực xù luôn nha anh em, xù chảy luôn ha. Rồi số 11 là cây nghệ thuật nha anh em, cây mai vàng thăng lắc lông dáng ha, lông dáng chính hiệu nha anh em. Số 11 là lông dáng ha. Rồi số 12 là thăng trực sắc lớn mà giá mềm. Số 13 là giá sinh viên cho anh em chơi ha. Rồi mình nhắc lại cái số điện thoại đi Quyền ơi. Số điện thoại là 0939860078 nha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại của Quyền bổ sung cúp cái màn hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Em bắt đầu cây số 1 là cây phôi tứ mai tứ quý 4 mùa hoa nở ha. Cây phôi mai tứ quý thân trực quân tử quay cành đẹp nha anh em. Để sổ rất đẹp ha. Rồi quay đi em. Hôm nay lên lô này giá mềm cho anh em chơi không ha. Để bỏ gói không nha anh em. Quá đẹp. Để bao phơi nè, coi dọc mới đi. Thế này nè. Để sổ cao ha. Để anh em về mằng lông ra đẹp lắm nha anh em. Tại em chưa chịu hao anh em đi đường đó, anh em về trồng thì mằng lông ha. Mằng mấy cọng nào treo thì bỏ. Rồi cho thông số luôn em ơi, cây mã số 1. Chiều cao là 80. Rồi. Quanh thăng ở đâu, cái vị trí này là 31 nha. Quanh thăng là 31 nha anh em. Đế sổ cao 33. Đế sổ cao 3 tắc 3. Đường kính bầu là 50 nha. Đường kính bầu là 50. Rồi cây mã số 1. Giá sao ơi? Mã số 1 giao lưu giá 5 triệu 2 cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 1. Phôi mai tứ quý giá 5 triệu 2 nha anh em. Hảo cho anh em với ship mọi miền tao quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là phôi mai tứ quý 4 mùa qua nở nha. Lô này có 2 cây ha, số 1, số 2 là phôi mai tứ quý nha nè. Rồi quay đem. Vài cành anh em ghép là gật gỡ luôn nha nè. Tứ diện luôn ha, trong xương cá nha. Tứ diện luôn. Rồi cho thông số đi em ơi. Đế đẹp lắm nha, hôm tí gần bộ đế trong cái lót, nó lót đặt kẹo nha. Chiều cao là 105 nha. Chiều cao 105. Quanh thăng đôi chiếc là 24 nha. Quanh thăng là 24 nha em. Đồ
kính bầu là 40. Kính bầu là 40. Rồi cái mã số 2 giá sao mày? Mã số 2 giao lưu giá 1 triệu 9 thôi chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 2 giá 1 triệu 9 nha nè. Đế này quay cành này ha, mà giá chỉ 1 triệu 9 thôi. Còn phải hỗ trợ anh em luôn cái phí ship ha. Rồi gõ mày. Rồi tiếp theo mã số 3 là mai vàng nha em. Số 3 là mai vàng ha. Cái mai vàng thân trực búp măng nha em. Cái này anh em ghép hay là chơi ghim thì cũng gật gỡ hết ha. Rồi quay đi. Rồi cây này lúc em bứng ha, em chỉ bao anh em vậy thôi ha. Anh em mà trúng thì ăn nha anh em. Cây là bứng là chủ nhà bao, tại bứng dưới đất thì mùa này không có bông nên em cũng không có bao anh em 100% ha. Nhưng mà chỉ nghe lời của chủ nhà nói là bông cây này là bông 10-12 cánh nha anh em. Cái này là nói cho anh em vậy ha, chứ em không có thấy nên em không dám trực tiếp bao nha anh em. Nên thì lúc mà hỏi chủ nhà thì bông bao nhiêu cánh đó, thì chủ nhà nói bông là bao là 10-12 cánh. Người ta lấy tiền rồi em mới hỏi nha anh em, là người ta nói vậy. Đế này nè. Rồi mình cho thông số đi em ơi. Chiều cao là 75 á. Chiều cao là 75. Rồi. Quỳnh Hằng ơi, chiếc này là 37 ha. Quỳnh Hằng là 37 nha anh em. Rồi kính bầu 55. Rồi cây mã số 3 này giá sao em ơi? Cây mã số 3 giao lưu giá 4 triệu 9 của chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 3 giá 4 triệu 9 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tao quá ha. Bồ đế đây nè, xem là bồ đế lần nữa nha anh em. Để 24 giờ ha, để đặt nha anh em. Rồi xin nhắc lại là cây mã số 3 giá 4 triệu 9 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tao quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 4 là mai vàng nha anh em. Cây mai vàng thân trực búp măng ha. Để 24 giờ giá sinh viên cho anh em chơi luôn ha. Có sát chà bá mà giá rẻ nha nè. Đế cũng đều ha. Đế cũng đều. Đế lực không nha nè. Rồi cho thông số luôn em ơi. Cây mã số 3 4. Số 4 số ghi nè. Cây mã số 4 nha nè. Chiều cao là 50 nha cô chú. Chiều cao là 50. Quần ăn đôi chiếc này là 38 nha. Quần ăn là 38 nha anh em. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Rồi cây mã số 4 này giá sao em ơi? Cây mã số 4 giao lưu giá 2 triệu 8 của chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 4 giá 2 triệu 8 nha anh em. Hổ cho anh em xếp mọi miền tao quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 5 là cây mai vàng siêu phẩm dáng thú nha anh em. Đó cây này em bị gãy gạch ha, chốt rồi kêu gửi địa chỉ để hẹn tới chiều mới gửi, không gửi ha. Rồi em giờ em quay lại em bán giá tháo cho anh em chơi luôn ha. Cay lắm nha anh em. Anh em là chơi có trách nhiệm ha. Thú nha nè. Thú anh em nhìn ngoài ha. Em lấy hai dàn tay em dàn từ cái đầu đuôi tới đầu ơi quyền cây á. Nè. Nè anh em mừng tượng cái thú nó bự nó dài nè nha nè. Nó bao anh em cây nhìn ngoài nó không phải thu gọn trong hình ha. Nào, bao anh em nhìn ngoài là bự nha nè. Nè mấy cái bạn này nè, anh em thấy mấy bạn này nè. Chà bá không nha anh em. Đó, anh em lên chậu đây nó phô diễn mấy bạn này ra nè. Đẹp lắm. Cái này anh em làm thành cây là đẹp lắm nha anh em. Rồi. Nó già cây nó xù luôn nha anh em. Đây cái nước xù nó này cho anh em xem ha. Đó. Có bụng khỏe luôn nha anh em. Bụng lúa luôn ha. Tài lộc không? Rồi thông số luôn. Rồi thông số luôn em ơi. Chiều cao là 42 nha anh em.
Một thằng nghe là 38. Chiều dài mình thú là 70 ha. Chiều dài mình thú là. Rồi, chiều dài là 70. Đường kính bầu 65. Đường kính bầu 65. Rồi cái mã số 5 này giá sao em ơi? Cái mã số 5 này em giao luôn với giá 6.8 của chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 5 này giá 6.8 nha em. Phải hỗ trợ anh em ship mọi miền tới quát luôn ha. Rồi gõ. Cái mày bao anh em bự hơn cho mình ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 6, cây mai vàng, thân trực búp măng nha anh em. Đến lượt ha. Rồi gõ. Quay đi em. Để này nè, để quay cho anh em xem ha, nó là kẹo luôn ha, mà giá rất mềm. Rồi cho thông số luôn em ơi, mã số 6 mai vàng nha anh em. Chiều cao là 62 ha. Chiều cao là 62. Bình thân này là 39 ha. Bình thân là 39 nha anh em. Đường kính bầu là 47. Từ cái màu là 47. Rồi, cây mã số 6 thì giá sao em ơi? Mã số 6 này em giao lưu giá 3 triệu mốt của chú anh chị ơi. Rồi, cây mã số 6 giá 3 triệu mốt nha em. Hổ cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi, gõ. Rồi, tiếp theo mã số 7 là mai vàng nha em. Cái mai vàng nở hậu ha. Lùng lực. Số 7 là mai vàng nha em. Rồi thông số luôn mày, giá sinh viên cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm ha. Chiều cao là 39 nha. Chiều cao là 39. Rồi đọc tính đó ha. Ok. Đúng rồi. Em đòi chiếc này là 30 ha. Rồi, mình thân là 30. Ngay đầu đế đầu tiên cho anh em khảo luôn nè. Còn hai thước thôi nha anh em. Ngay đầu đế này là 37 luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Đường kính màu là 43. Đường màu 43. Rồi cái mã số 7 này giá sao ơi? Cái mã số 7 giao lưu giá 1.4 triệu luôn chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 7 với 1.4 triệu như anh em. Hổ cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 8, cái mây vàng thân trực quân tử chân cành đẹp nha anh em. Xù chảy chính hiệu ha. Cảm ơn con tay luôn ha. Xù thôi bóp hậu hắc đế mà xù là cái cũ luôn nha nè. Rồi quay đi em. Cành cũng đều ha. Ồ, nước sụ ngoài nguyên một cục đầy luôn ha anh em. Cây này nó còn tơ ha. Anh em về nuôi là cục sụ nó chảy nữa nha anh em. Rồi cho thông số luôn. Chiều cao là 82 nha. Chiều cao là 82. Bình thân đôi chiếc này là 23. Bình thân là 23. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Rồi cây mã số 8. Anh giao lưu giá 2 triệu 8 luôn chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 8 kim mai xù giá 2 triệu 8 nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Xù đủ tiền ha. 2 triệu 8 mua cục xù này xứng đáng ha nè. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 9 cũng là mai xù nha anh em. Cây mai xù hoang trực quân tử ha. Chân cành đẹp nha anh em, xù giải chính hiệu ha. Nó lấy 8, 9, 5 cặp luôn ha. Hai cây này nó ná ná nha nè. Đó, anh em chơi 8, 9, 5 cặp, làm cặp luôn ha. Rồi quay đi em. Đế cũng đều á chú chị. Hai cặp cũng đẹp. Đế 24 giờ nha nè. Thời sao biết xù nó nè. Xù mình hết trơn bữa nay. Rồi, mình cho thông số luôn em ơi. Chiều cao nó là 81 nha. Chiều cao là 81 nha nè. Bình thân là 24. Đường kính bầu 49. Đường kính bầu 49. Rồi cái mã số 9 cái mai xù thân trực quân tử thì giá sao mày? Cái mã số 9 anh giao lưu giá 2.6 triệu luôn chú anh chị ơi.
Rồi cây mã số 9 cây mai xù chảy mà giá chỉ 2,6 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 10 cây mai vàng nha anh em. Cây vàng một cốt ha, quay cành đẹp nha anh em, xù chảy luôn nha. Cây này cũng xù nha anh em. Xù xiết gì giá báo giá nha anh em, giá kỳ trần ha. Để em tiến gần nước xù cho anh em xem ha. Xù thì cũng báo xù mà ít nhiều nha nè, nó xù nó cái này nó xù ít ha. Đây siêu phẩm rồi cho thông số luôn mai cây mã số 10. Chiều cao là 117 nha anh em. Rồi. Phần thân đôi chiếc này là 35 nha. Phần thân là 35. Đường kính bầu là 52. Đường kính bầu 52. Rồi cây mã số 10 này giá sao mày? Cây mã số 10 cho nó giá 3,3 cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 10 giá 3,3 tài tài nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo cây mã số 11 nha em. Cây mai vàng siêu phẩm ha. Cây mai vàng siêu phẩm thân lắc lông vãn nha em. Cây mà đúng là vãn lông ha. Quýnh mấy cái cua ha nha em. Rồi quay đem. Chỉ cần nó đệm nhịp nhàng lên tới đọt luôn nha em. Quá đẹp. Giót đọt luôn nha. Giót đọt luôn nha em. Quá đẹp. Mấy cua này khéo lắm nha nè. Cây này cây là cây dùng của em nha, chứ không phải Long An nha nè. Cần Thơ nha, chính hiệu ha. Cây này quấn ở dùng Cần Thơ nguyên gin nha, chứ không phải Long An nha nè. Nhưng mà Long An Long gì không biết, nhưng mà cái cây này quấn ở đây nha nè. Không phải là cây công nghiệp ha. Cây này cây vườn nguyên gin nha nè, không phải cây công nghiệp ha. Cây này chú vụ nhân quê ta bẻ sửa đại từ nhỏ đó. Nên nó thành ra cái thằng nó thăng này nha nè. Chứ không có chủ trương ban đầu ha. Đụng đầu bẻ đó gì đó. Rồi cho thông số luôn. Bình thân đôi chiếc này là 27 nha cô chú anh chị. Bình thân là 27. Đường kính bầu nó là 45. Đường kính bầu là 45. Chiều cao là 1m05 ha. Chiều cao 1m05 nha nè. Rồi cái mã số 11, cái mai vàng thân lắc lông dáng này giá sao mời? Cái mã số 11 giao lưới giá 3,5 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 11 giá 3,5 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tao quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 12 là cái mai vàng. Cái mai vàng thân trực sắc lớn nha anh em. Giá mềm cho anh em chơi ha. Rồi quay đem. Mã số 12 là mai vàng. Để đẹp nha nè. Rồi mình sẽ thông số luôn mày. Chiều cao là 72. Bình năng em đo cái vị trí này là 36 ha. Cái này em đo 2 thước đi. Xét đầu đế thì là 41 ha. Rồi, hoành là 41 nha Nam. Đường kính bầu là 46 ha. Đường kính bầu là 46. Rồi cây mã số 12 giá sao mày? Mã số 12 em giao luôn giá là 2,9 triệu của chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 12 giá 2,9 triệu nha Nam. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi gõ.
Rồi tiếp theo mã số 13, cây mai vàng siêu phẩm của lô ngày hôm nay nha anh em. Rồi quay luôn mày, mã số 13. Rồi cho thông số luôn mày. Đường kính bầu là 36 nha. Đường kính bầu là 36. Bình thăng vị trí này là 22. Bình thăng là 22. Chiều cao là 99. Chiều cao là 99. Rồi cái mã số 13 giá sao mày? Cái mã số 13 nha luôn, giá 1 triệu luôn chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 13 giá 1 triệu. Hảo cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi, cây mã số 13 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nếu hết cái nào liên hệ trực tiếp với Quyền là số 0939860078 nha anh em. Anh em nếu quý hiệp chưa thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để không được sang cây và đi hình phục vụ cho anh em. Hằng ấy chào anh em, hẹn anh em lần sau mới nhất sớm nhất.